chào mọi người nhé. Bữa nay mình sẽ hướng dẫn từng chi tiết cho mọi người cách chỉnh đánh suốt làm sao được nè. Đó, trường hợp mà máy may gia đình hoặc máy may công nghiệp mà mọi người có cần đánh suốt giống như tình trạng như vậy. Thường thường là các bệnh thường gặp của mình trước khi mua máy về mà nó bị lỗi, nó xây cái phần xây này không được. Đó, thì bữa nay em sẽ hướng dẫn từng chi tiết cho mọi người nha. Để hướng dẫn từng chi tiết cách làm sao chỉnh được cái cần suốt nha. Đó, bây giờ sẽ quay vào vấn đề chính nè. Đó, thường thường á, mình bật máy lên mình đạp, mà giả sử như nó quay là về tình trạng nó ok. Đó, thường thường nó có gồm điều chỉnh đồng tiền nhỏ này có tác dụng là chỉnh cho chỉ suốt có bị lỏng quá không. Lỏng quá thì tạo nguyên nhân nó sẽ bị bùng chỉ. Đó, giả sử như em bỏ ra thử một cái nè. Đó, rồi em đạp thử. Đó, bỏ đạp thử đầy luôn nha mọi người. Đó, là sẽ tạo nguyên nhân nó bị bùng chỉ nha. Đó, nó tạo nguyên nhân nó bị bùng cộng chỉ lại. Đó, còn con cái này nó có thể mình tăng giảm đồng tiền, tăng giảm của cái cần đánh suốt. Đó, mình kéo cho vừa tay thôi. Đó, giả sử như mà nãy con suốt mình đánh mà mình xả lỏng chỉ nhiều quá là tạo nguyên nhân nó sẽ bị bùng chỉ, là mình may nó sẽ bị gối và nó sẽ bị đứt chi dưới. Đó, thường thường nó bị gối chi dưới á thì nó tạo nguyên nhân nó bị bùng chỉ, nó đầy quá sẽ nó bị bùng chỉ ra liền. Đó, còn vấn đề thứ hai làm sao nó đánh không được nè. Đó, giả sử như mọi người mà bật cái này lên mà cái thằng này nó không quay được. Đấy, bữa nay em sẽ ví dụ giống như mọi người nha. Ví dụ nè, bây giờ em sẽ mở lỏng hai con ốc này ra. Đó, sẽ mở lỏng hai con ốc này ra. Đó, giả sử như đó, bây giờ em siết lại nè. Rồi bây giờ giả sử như đạp máy nè. Giả sử như một trường hợp mà máy may gia đình á mà mình mua về mình lắp cần này nó không đúng thì mọi người cứ xem hết video của em hướng dẫn nha. Đó, giả sử như mình bật cái này, thường thường là mình bật cái này là cây này nó sẽ hoạt động được. Đó, hoạt động được mà hiện tại bây giờ máy đang hoạt động mà cái cần này nó không hoạt động được là do nguyên nhân cái cần đánh chỉ này mình lắp xa cái cọng dây pulley quá, bắt buộc phải mở hai ngóc này ra. Mở hai ngóc ra. Rồi, mình có thể xê dịch đẩy nè. Đó, trước khi mình chỉnh mình phải đè cái cần này vô. Đè cần này vô trước rồi lúc đó mới xê dịch ra vào được nè. Đó, xê dịch ra vào cho sát với cái dây go rồi mình siết lại. Rồi, bây giờ sẽ đạp thử cho mọi người xem nha. Đó, bây giờ em sẽ đạp thử đó, máy hoạt động bình thường được nha mọi người. Đó, trường hợp mọi người nên để ý gồm hai con ốc này nha. Đó, gồm hai con ốc này. Đó, đó là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai là nguyên nhân làm sao mà mình chỉnh cái này ok rồi mà nó cũng vẫn không hoạt động được là do nguyên nhân là một là con ốc này nó lỏng quá, là bánh xe nó không quay. Hai là chỉ nó quấn vô cái thanh này nhiều quá lại sẽ bị cứng. Thường thường mà mình mua cái mới về mà mình chủ yếu mình nhỏ dầu vô cái lỗ này nè. Cái lỗ này là nhỏ dầu vô nó sẽ chạy ổn định hơn nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ mở lỏng con ốc này ra, mình sẽ chạy thử. Đó, giả sử như mà trường hợp mà cái cần này nó lỏng nhiều quá là tạo nguyên nhân nó cũng không đánh được nha. Đó, tạo nguyên nhân cũng không đánh được chỉ nha. Đó, mọi người nên để ý nha. Đó, mà giả sử như mà chạy lâu ngày mà mình kiểm tra đồ các thứ ok mà vẫn không quay không được, mọi người khoan không vội mua cái mới nha. Đó, trường hợp đó mọi người phải kiểm tra coi nó có bị quấn chỉ không. Quấn chỉ nhiều quá là sẽ nó bị cứng. Đó, rồi lúc đó mình mới tháo chỉ ra nè. Đó, hiện tại bây giờ đang tháo nè. Đó, thường thường mọi người á, nó có cái lỗ trong dầu ở đây nè, thì mọi người chịu khó mọi người lấy dầu máy mình á, mình châm vô nhiễu vào cái lỗ nhỏ này sẽ chạy cực kỳ là ổn định nha.
đó. Đối với mà máy mà hoạt động mà mình mua về mà lâu ngày nó không có dầu vô, nó sẽ tạo nguyên nhân chỉ nó gói vô nó sẽ bị kẹt cứng, bắt buộc phải mở ra, mở lỏng con ốc này ra, mở ra đó. Giả sử như mà mình nó bị gói rồi, bây giờ em sẽ hướng dẫn nè đó. Rồi lúc đó mình có thể xê dịch rút ra dầu được đó, có thể xê dịch rút ra dầu cái ti này được đó, thấy chưa mọi người đó. Trường hợp đó mà chỉ nó sẽ gói gói thành này, mình chỉ mở cái thằng này ra thôi, mở cái thằng này ra mình có thể rút được cái cốt này ra đó, rút được cái cốt này ra đó. Mình có thể kiểm tra coi ở trong đây nó có chỉ nó bị dướng hay bị dướng hay là bị khô dầu không nha mọi người đó. Lắp vô cũng dễ, mình tháo ra nè, tháo ra rồi mình lắp vô đó, rồi lúc đó mình mới xiết con ốc này lại đó, cho đẩy lên hết cỡ rồi đó. Rồi bật cái máy lên lên đi, dễ đẩy vô, bật lên rồi đẩy cái cốt này vô, bật ngược lại đó, đẩy sát qua đó, rồi đẩy sát qua, rồi đó mới xiết ốc lại, rồi xiết ốc lại đó. Giờ em sẽ xiết ốc lại nha mọi người đó đó. Rồi bây giờ em xiết ốc lại, em đạp thử cho mọi người xem nè đó đó, máy hoạt động bình thường được nha mọi người. Đó là vấn đề thứ hai. Còn vấn đề thứ ba là nguyên nhân làm sao mà cho đánh nó hiền suốt mà thường nó ưa bị trào ra, thường nó ưa bị trào ra là mình điều chỉnh con ốc này nha đó. Mình điều chỉnh nó có gồm một con ốc này đó, thường thường á con ốc này có tác dụng là điều chỉnh đánh suốt nhiều hay ít. Giả sử như mà mình dặn xuống thì đánh dặn xuống có nghĩa đồng thời cái cây này, mình dặn xuống đồng thời nghĩa cây này càng xuống sâu nhiều quá là sẽ đánh chỉ nó sẽ bị trào ra. Thì thường mình tầm cho giữa thôi, thì mình canh chừng nó nè, mình kéo ra nè đó, kéo qua tới đây nó tự động quá bật nè. Để mình đạp hết một con cho mọi người xem nha đó, kè tự động nó sẽ bật nha đó, tự động nó sẽ bật ra nha mọi người. Đó, nó chuẩn bị bật ra rồi đó. Đó, tự động cái cây này nó nhiều nó sẽ tự động bật ra nha mọi người đó. Giả sử như mình muốn cho nó ít lại một tí nữa thì bắt buộc phải mở lỏng, dặn nhẹ căn này lên, dặn nhẹ con ốc lên là có thể là đánh ít lại, mà muốn cho đánh nhiều mình dặn con ốc này chặt xuống tí là sẽ đánh nhiều nha đó. Tự động nè đó, tự động đạp là tới đây là nó tự động đầy nè. Mình chỉnh làm sao cho nó đựng đầy, tràn quá nó sẽ tạo nguyên nhân, nó sẽ gói cũng chỉ nó sẽ quấn vô cái ổ này là nó sẽ bị kẹt cái này. Mình chỉnh làm sao cho nó vừa chỉnh giống như vậy là được nha mọi người đó. Đối với mà máy may cơ mà có cần đánh chỉ giống như vậy đó, thường thường cơ bản thì mọi người con ốc này luôn lúc nào không phải cho có đu gơ đừng đẩy ra vào nha. Còn mà mình cho mà con ốc này siết chặt quá là mình đẩy nó cứng, lúc mà đầy chỉ nó sẽ không bật về được đó. Nó có gồm ba nguyên nhân nha, ba nguyên nhân mà cần đánh suốt này nó không hoạt động được nha. Rồi chúc mọi người thành công nha, mọi người nhớ theo dõi clip tiếp theo nha mọi người.